Ok, tuyệt vời. Mình có thể chắc chắn với anh em là 100% các cháu ở đây là chưa bao giờ được ăn khoai tây chiên, được ăn đùi gà rán và được ăn xúc xích, một suất KFC. Như các cháu ở dưới thành phố thì gần như 100% ở đây các cháu chưa bao giờ được thưởng thức. Sau khoảng tầm 5-6 km từ cái homestay thì chúng tôi đã đến cái điểm trường mà chúng tôi hôm nay cũng sẽ trao quà cho các cháu và nấu một bữa cơm. Hôm nay đây, xe của đoàn chúng tôi đây. Đường đi kinh khủng, cứ vài trăm mét là có một điểm sạt lở. Nhỏ cũng có, mà to cũng có. Hôm nay chúng tôi sẽ trao quà cho các cháu học sinh ở đây và sẽ có một cái buổi nấu ăn. Chúng tôi sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn, rất nhiều thực phẩm để mà biếu tặng cho trường, rồi là nấu ăn cho các cháu. Sẽ chia làm hai, sẽ là có những phần đồ khô, phần kẹo, phần bánh, phần quần áo, giày dép và cả ủng nữa thì sẽ tặng cho các cháu. Chúng tôi sẽ để ở điểm trường này. Đây, chúng tôi sẽ để ở điểm trường này. Còn là một phần là về thức ăn tươi thì trưa nay chúng tôi sẽ nấu một bữa trưa cho các cháu. Thể theo nguyện vọng của thầy cô và các cháu thì các cháu ở đây là sẽ muốn thưởng thức một cái bữa như kiểu là gà chiên rán, gà KFC, giống như kiểu KFC. Vì các cháu ở đây rất nhiều cháu là chưa bao giờ được ăn cái món đấy cả. Thì chiều nay chúng tôi sẽ thực hiện cái món là gà chiên KFC, khoai tây chiên. Là một món ăn rất là phổ biến, rất là bình thường ở dưới miền xuôi, dưới các tỉnh thành ở phía thành phố. Nhưng mà lại là sơn hào hải vị, là một cái gì đấy mà các cháu ở đây gần như là có khi có những cái cháu mà từ khi sinh ra đến khi lớn lên là chưa bao giờ được ăn. Thì chúng tôi sẽ thực hiện cái món đấy nhé. Cụ thể chương trình nào thì anh em cứ thực hiện và tôi cũng sẽ giúp đỡ. Chắc chắn là tôi sẽ giúp đỡ và sẽ quay lại để cho mọi người được xem. Và đây cũng là cái kỷ niệm của tôi và kỷ niệm của anh chị em trong đoàn. Anh em chúng tôi đang có mặt ở trên cái điểm trường vùng sâu vùng xa tại huyện là Bát Sát. Xã này là xã Y Tý nhé, một điểm trường rất là xa, điểm trường ở trên mây. Và hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện cái buổi mà trao những phần quà cho các cô trò và nấu bữa ăn cho các cháu. Anh em sẽ cùng đón xem. Đợt này thì mình cũng hơi lười làm video vì cũng khá nhiều những công việc. Anh em hết sức thông cảm nhé. Đợt tới thì mình sẽ rảnh hơn và mình sẽ lại tiếp tục những chương trình video trên kênh Nhân Tất TV. Anh em nhớ ủng hộ, theo dõi và subscribe cho Nhân Tất TV. Xin cảm ơn và cùng đón xem cái chương trình này nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Khi mà chúng tôi đang trò chuyện thì mây đang tràn vào. Mây đang tràn vào. Anh em nhìn ở phía kia kìa. Chiều nay, trưa nay chúng tôi sẽ có một buổi nấu ăn trên mây dành tặng cho các cháu học sinh tiểu học tại trường này, tại điểm trường này. Đoàn anh em chúng tôi đã đến khu vực mà bếp nấu ăn cho học sinh bán trú tại điểm trường này rồi. Nhìn này, quang cảnh tuyệt vời luôn. Phía xa xa đây là những ngôi nhà chính tường. Cái khu này thì có rất nhiều đồng bào, trong có đồng bào Hơ Mông, đồng bào người Giấy, đồng bào Hà Nhi. Đây, khu này khu chúng tôi sẽ nấu ăn. Và tất cả những cái thực phẩm nấu ăn đều được chuyển từ Hà Nội lên, đều là có đầy đủ tem nhãn. Đấy. Các cháu là muốn ăn gà KFC thì chúng tôi sẽ đoàn là sẽ đặt là đùi gà chân giò này của gà CP. Khoai tây chiên, đấy, tất cả là mua hàng công ty hết. Khoai tây chiên. Đây, khu vực này là khu vực bếp ăn của các cháu đây. Đấy, xin giới thiệu với mọi người, nhất là những anh em mà chưa bao giờ lên miền núi. Đây, những cái bếp ăn này, những cái suất ăn, những cái hộp để thức ăn cho các cháu đây. Rất là giống công an bộ đội, khẩu phần. Đây, nhà ăn của các cháu đây. Thì bìa đoàn anh em chúng tôi khoảng hơn 10 người đang chuẩn bị là một mảng là đang nấu ăn. Là chuẩn bị cho các cháu những cái phần ăn là KFC. Bây giờ bắt đầu mới là chuẩn bị chiên, chuẩn bị làm chín thức ăn. Còn phía này là những phần quà dành cho các cháu. Đấy,
mỗi cháu ăn uống xong sẽ có phần quà để mà mang về nhà chứ gửi cho bố mẹ, cho các em ở nhà. Một cái xe lương thực thực phẩm gửi đến trường đây, gồm có trứng này, gồm có rau này. Đấy, gồm có rau. Đấy, lương thực thực phẩm gửi đến trường để mà nấu ăn cho các cháu. Cái này là của trường nhé. À đây, cái này này, bà con thành phố Hồ Chí Minh này, đầu mối là Hồng Tuyên. Đấy, thương mến tặng đồng bào huyện Bát Sát, Lào Cai. Rất là cảm ơn anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đây, đây phía này. Còn phía này thì là thực phẩm của trường. Thứ này là thực phẩm của trường để nấu ăn cho các cháu những cái bữa ăn hàng ngày nhé. À, sẽ có những cái đơn vị cung cấp. Theo mình thấy là rất là tươi ngon. Đây là bác lái xe. Còn đây là các cháu học sinh sẽ giúp bác lái xe và giúp thầy cô giáo chuyển thực phẩm vào kho. Một cái không khí rất là vui vẻ và thú vị. Mỗi người một chân một tay. Đây các cháu này đang bê rau vào kho. Đấy, phòng kho. Đây, phòng kho bán chú có ở tiếng Anh nhé, stock room. Đây, kho của các cháu đây. Ui, tuyệt vời quá. Mỗi đứa một chân một tay nhá. Đây là mì này, đây là trứng này, đây là gạo này, rất nhiều gạo, phòng này rất là mát. Đây là những cái thực tủ thực phẩm để đông, để mát. Đây là thịt tươi dành cho các cháu nhé. Đây, thịt tươi, thịt heo tươi, thịt lợn tươi, sáng nay đâu luôn đấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình được quay những cái cảnh này, lần đầu tiên mình được chứng kiến, rất là thú vị. Và cũng muốn chia sẻ đến cho anh em ở mọi vùng miền đất nước, nhất là anh em ở những tỉnh thành xa, ở bên nước ngoài. Đây, kho là kho thực phẩm để gạo này, để mì, để sữa. Đây, để đồ tươi thì sẽ cho thịt vào đây. Thịt vào đây, thịt tươi vào đây. Đây, trứng này. Các cháu sẽ được ăn đầy đủ nhé. Đây, khu này là khu ngủ nghỉ của bọn nó đây. Không ngủ nghỉ đây, cái giường tầng này tiếp này, không nghỉ. Phòng này phòng thường trực chắc là của các thầy cô giáo trông coi đây. Đây là truyện tranh của các cháu. Đọc xong ai muốn đọc cái gì thì lấy về phòng và đọc xong thì giả vào đây. Ô, đậu ngon đấy, có là đậu à? Đây là món gì đây? Đậu à? Đậu phụ à? À, cảm ơn con, chào con. À, có đậu phụ. Còn đây là chúng tôi sẽ ngồi đây, chúng tôi sẽ ngồi đây. Sẽ đây là những phần quà nhé, đây là những phần quà dành cho các cháu. Sau khi mà thì sẽ ăn uống xong, những phần thức ăn bọn tôi sẽ chuẩn bị ăn uống xong sẽ đây là phần quà mang về nhà, có thể tặng bố mẹ, tặng các em nhỏ ở nhà. Đấy. Kẹo, bánh, tất cả chúng tôi là mang từ Hà Nội lên. Phía này thì là một đội anh em trong đoàn là đang chuẩn bị nấu ăn. Tôi vào tôi quay lại cho mọi người được xem một tí nhé. Xúc xích này, khoai tây và đùi gà. Xúc xích, khoai tây và đùi gà. Còn đây là các loại tương cà chua, tương cà chua, tương ớt. Gà. Gà và khoai tây đều rất là sạch sẽ, rất là an toàn thực phẩm. Rất nhiều các cháu học sinh, rất nhiều các cháu học sinh đang tham gia giúp đỡ chúng tôi. Đấy, bọn trẻ nơi đâu cũng thế thôi, đều muốn được quà đúng không? Dù là trẻ thành phố, dù trẻ miền núi, dù trẻ giàu hay trẻ nghèo đều thích được nhận quà. Thật sự tôi rất là vui khi được đi cùng đoàn anh chị em để mà tặng quà, để mang những món quà nhỏ bé thôi nhưng mà vô cùng ý nghĩa và tình nghĩa đến cho các cháu. Một miếng khi đói thì bằng một gói khi no. Anh chị em, mỗi người một chân một tay, các cháu học sinh cũng giúp đỡ cho sữa, cho kẹo, cho bánh vào. Đây, những túi quà.
các cháu, mỗi cháu sẽ được rất nhiều bánh kẹo, xúc xích, sữa. Đấy. Rồi các cháu còn đang hỗ trợ, các cháu còn đang hỗ trợ cho chúng tôi là cho đồ vào. Mỗi người một chân một tay, rất thú vị. Đấy, mà Hùng Sơn là trưởng đoàn của nhóm thiện nguyện là Thiện Tâm. Hôm nay chúng tôi sẽ có 200 phần quà cho 200 cháu học sinh ở đây. Đấy, các cháu đang rất tươi, rất là vui, nói chung là một cái không khí rất là vui. Đây, những phần quà mà xong xuôi rồi chúng tôi sẽ được để ở đây. Rồi, các con để ở đây nhá. Chiều nay thì mình mang về nhà nhá. Đấy, để gọn vào, để gọn gàng vào. Đừng cho nó đổ, đừng cho nó đổ, dựng nó lên, dựng nó lên. Rồi, tôi thay mặt anh em mà quay lại những cái đoạn video này để làm kỷ niệm cho chính tôi và cho các cháu, cho anh em trong đoàn. Đây. Anh em sẽ cùng xem là mỗi một cái này sẽ có như thế nào. Đấy. Đây, sữa bao vì này, sữa bao vì này, xúc xích, sữa ông thọ này, bánh Oreo này. Đấy, nói chung cơ bản sẽ là cái phần cả một cái phần bánh trung thu nữa, cả một phần bánh trung thu nữa. Đây là mỗi phần quà dành cho các cháu, đều phần mang về nhà, mang về nhà. Rồi, để gọn vào đây đi, để gọn vào đây. Bắt đầu để gọn vào đây cho chú. Đây, chỗ kia nhiều quá rồi, để gọn vào đây. Chuyển vào đây. À, con ơi, con chuyển cho chú 4 cái này vào đây, để cho các bạn đi. Vào đây, ok. Rất ngoan, rất ngoan. Rồi, chuyển vào đây. Chỗ này nhiều rồi, chỗ này nhiều rồi, hết lối đi rồi. Một cái không khí rất là vui. Cái video này hoàn toàn là tôi sẽ sử dụng cái quay bằng điện thoại thôi. Đi xa, đi rất là vất vả, không thể mang được máy quay. Đấy. Rồi, vào kia cho chú, vào kia cho chú. Quá giỏi, quá giỏi. Đây là phòng kho, đây là phòng kho để mà thịt cá, để rau dưa cho các cháu, để gạo trứng. Có thể là khoảng tầm một tuần thì sẽ có những cái xe chở đồ thức ăn đến đây. Dân tộc ta, dân tộc Việt Nam ta rất là yêu thương nhau đúng không anh em? Rất vui, những cái cháu nào mà được giao nhiệm vụ thì bọn nó rất là vui. Đấy, mệt nhưng mà vui. Để đến giờ ăn rồi các cháu đã kéo đến tập trung. Rồi, ok, có khi tôi sẽ vào đây tôi quay lại một ít cái không khí nấu ăn. Đây, phía này là phía anh chị em đang nấu ăn. Đây, khoai tây chiên, tuyệt vời quá. Một chảo khoai tây chiên, một chảo gà chiên. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rất là sạch sẽ luôn, rất là sạch sẽ. Từng khâu công đoạn anh chị em làm rất là sạch sẽ, rất là ngon. Xúc xích thì em sẽ chia sau. Đấy, một lần nữa mình xin nói là hôm nay chúng tôi sẽ phục vụ 200 suất ăn cho 200 cháu học sinh ở đây. Thể theo nguyện vọng của các thầy cô giáo là muốn một cái bữa gọi là fast food của gọi như là các cháu ở dưới thành phố ấy, giống như là gà chiên KFC, khoai tây chiên, xúc xích. Với cả trẻ con ở dưới thành phố thì đây là những cái món ăn rất là bình thường thôi đúng không em? Ở góc phố nào, ở khu phố nào, ở con đường nào cũng có. Nhưng mà với cả các cháu nhỏ ở trên này thì lại là cao lương mỹ vị, lại là món ăn rất là lạ, lạ miệng mà ngon. Thì các cháu mong muốn là được thưởng thức một cái bữa gà rán KFC. Và đoàn anh em ở đây đã đang thực hiện.
bọn trẻ đã bắt đầu đến rồi đấy. Hôm nay bọn tôi thực hiện cái công việc này vào ngày chủ nhật. Thì bình thường chủ nhật thì các cháu sẽ được nghỉ. Các cháu ở đây hầu hết là người Hơ Mông nhé. Mọi người thì đang làm nốt cái phần công việc của mình. Khoai tây chiên và gà chiên sẽ được chiên lần hai cho nóng giòn lên. Làm cho các cháu thì cũng phải ngon lành, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Đùi gà chiên và khoai chiên. Đây, các cháu đang đứng chờ. Mỗi cháu chúng tôi sẽ cho vào những cái khẩu phần ăn của hộp nhựa là như thế này. Đấy. Vừa sẽ đang mới phân phát được là nho rồi. Đấy, nho tươi đoàn tôi mang đi. Đấy, nho tươi còn rất là nhiều. Đây mới là khoảng tầm 100 khay thôi, vẫn còn khoảng tầm 100 khay nữa bọn tôi chuẩn bị trước. Vẫn còn rất nhiều khay. Rất nhiều đùi gà, rất nhiều xúc xích dành cho các cháu chiều nay. Các cháu chiều nay sẽ liên hoan buổi cuối tuần để ngày mai bắt đầu vào cái buổi học. Xúc xích chiên. Cái này chín nhanh lắm. Vâng, cái này chín nhanh ạ. Cho anh cho mẻ đấy nhá. Đây là một phần ăn hoàn chỉnh của đoàn chúng tôi dành cho các cháu, gồm có một đùi gà, một xúc xích, ít nho, hoa quả tươi và khoai tây chiên. Tất nhiên là sẽ phải đi kèm với cả một ít tương ớt với cả hoặc là tương cà. Tương cà phải đầy đủ. Hai trong suất ăn. Chúng tôi đang chờ nó hơi nguội đi một tí rồi sẽ đóng vào hộp. Thì bây giờ chiên xong còn rất là nóng. Từng suất ăn một sẽ được chúng tôi chuyển ô tô đến đây để mà đưa cho các cháu. Theo kế hoạch là định ăn ở trên nhà ăn ở trên kia, nhưng mà lại có một cái chút thay đổi thì tí nữa chúng tôi sẽ tổ chức cho các cháu ở đây. Đấy, tí nữa chúng tôi sẽ tổ chức cho các cháu là liên hoan ở đây. À, các con ơi, vẫn còn quà. Các con ơi, vẫn còn quà trên kia. Do lực lượng của đoàn chúng tôi là rất là mỏng, chỉ khoảng hơn 10 anh em thôi. Tôi thì cũng chạy đi chạy lại rồi là quay một ít tư liệu rồi anh em phải lái xe nên sẽ nhờ các cháu ở đây hỗ trợ. Bỗng dưng lại gặp những chú cháu bản đây. Đây là cộc bản anh ạ. Cộc bản tai cụp bỗng đi lắc. Có hai chú chó cộc, một chú chó này thì lai rồi, lai bét dê rồi. Đây là những cái bàn mà các cháu học sinh thì sẽ liên hoan. Gần như tất cả các công việc của chúng tôi đã hoàn thành xong rồi. Đây là suất ăn liên hoan của các cháu. Suất ăn của các cháu. Đùi gà chiên, khoai tây, nho tươi, xúc xích. Và mỗi cháu sẽ được một chai Coca-Cola. Một chai Coca-Cola. Với cả những trẻ em ở thành phố thì đây là những cái suất ăn bình thường, rất dễ kiếm, rất dễ gặp. Nhưng mà với trẻ em vùng cao, nhất là những cái tỉnh vùng sâu, vùng xa, sau những cái đợt mà bão lũ, sau đợt mà mưa dông, sạt lở, thì đây lại là những cái suất ăn cực kỳ ngon lành dành cho các cháu. Như anh em có thể xem báo này hay xem TV, xem VTV, nhiều cháu đến trường chỉ có ăn cơm không với cả mì này, cơm không với cả khoai hay là cơm với cả muối thôi. Và nếu như một đây là những cái suất ăn mà thật sự là đáng mơ ước với các cháu. Đây là những suất ăn đáng mơ ước với các cháu vùng cao được thưởng thức một lần trong đời. Đấy. Và rất nhiều những cái đoàn thì sẽ tổ chức nấu cơm, tổ chức là có cơm canh thịt, là bữa ăn có thịt. Còn đây là nguyện vọng của các cô, các trò trên này là muốn được thưởng thức một cái bữa gọi là bữa KFC,
bữa gà chiên như thế này. Vì rất nhiều những cháu là rất là mơ ước chỉ được nhìn những suất ăn này, chỉ được nhìn như này ở trên tivi, trên phim ảnh thôi. Và hôm nay đoàn chúng tôi cũng đã, tôi đi cùng anh em thực hiện. Và đây là những suất ăn của đoàn từ thiện của cậu em Hùng Sơn và rất nhiều nhà hảo tâm đóng góp vào. 200 suất ăn cho 200 cháu ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều phần quà. Ngoài ra có rất nhiều phần quà ở đây để mà phát cho các cháu mang về nhà. Rất nhiều phần quà. Rất nhiều phần quà. À đúng rồi, rất là thích đúng không? Ngày hôm nay là chúng mình được các cô, các chú ở trong đoàn thiện nguyện Thiện Tâm ở Hà Nội lên nấu ăn cho chúng mình này, những món ăn rất là ngon và các bạn chưa từng được ăn bao giờ đúng không nào? Rồi tổ chức cho các bạn các trò chơi rất là vui. Bây giờ chúng mình cùng nhau nói lời cảm ơn các cô, các chú nghe chưa? Chúng mình sẽ nói là chúng con cảm ơn các cô, các chú. Sau đó nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa nào. Cô nói trước rồi các bạn sẽ nói theo sau nhá, được không? Nói thật to nghe chưa? Chúng con cảm ơn các cô, các chú rất nhiều. Ok, tuyệt vời. Các con đã được ăn món này bao giờ chưa? À, chưa được ăn bao giờ à? Rồi, ok, cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Bạn này vừa bị đổ thức ăn. Các bạn chia sẻ rất là nhiều thức ăn đúng không? À, có cả gói tương ớt ở đây nhá, các bạn có thể xé ra nhá, mỗi bạn một gói, xé ra để ăn nghe chưa. Mình có thể chắc chắn với anh em là 100% các cháu ở đây là chưa bao giờ được ăn khoai tây chiên, được ăn đùi gà rán và được ăn xúc xích, Coca-Cola và sữa thì các cháu có thể uống rồi, có được thưởng thức rồi, nhưng một suất KFC như các cháu ở dưới thành phố thì gần như 100% ở đây các cháu chưa bao giờ được thưởng thức. Có những cái rất đơn giản với cả những người ở một cái thành phố này, ở một cái địa phương này hay là ở một cái cương vị này, nhưng lại là một điều mơ ước, lại là một cái điều mà chỉ cho có trong giấc mơ, chỉ có trong tưởng tượng thôi. Hôm nay mình cũng đã được đi cùng đoàn anh em ở đây sau cái cơn bão lũ hoành hoành khắp các tỉnh miền Bắc, sạt lở khắp nơi. Thật sự là khi mà nhìn thấy cảnh này rất là cảm thấy cảm động. Rồi rất là cảm ơn anh em đã xem cái video này của mình. Tuy là không liên quan gì đến cả thú cưng à, nhưng đây là những cái mà hoạt động cộng đồng, những cái mà diễn ra với cuộc sống của mình hay là của anh em và của tất cả các cháu ở đây nữa. Rất là cảm ơn anh em. Rất cảm ơn anh em.